Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Giờ tôi luật sư Liêm như sư Hoàng nghe đây. Hello. Hello. Dạ, chưa được chưa, tôi chưa. Dạ. Chưa hiểu rõ, bây giờ tôi muốn hỏi lại đó. Giờ luật sư là tôi đã mua cái nhà này được 18 năm rồi, tôi không có cho thuê. Nhưng mà bây giờ tôi mới cho cháu tôi đứng tên vào, mới được có 6 tháng. Vậy thì tôi có bán đi thì tôi có được hưởng cả 500 ngàn tiền lời không? Hay là không, chỉ một mình tôi thôi? Không, nãy bà không nghe tôi hả? Bà hỏi mà bà không nghe tôi. Tôi đã nói rồi là đó, chỉ những người nào đứng tên chủ quyền trong title trong cái nhà đó, cái người đó đó họ phải làm chủ 5 năm và phải ở 5 năm thì họ mới trừ được 250 ngàn mỗi người, bất kể là cái liên hệ của họ với nhau là thế nào. Ok, người cháu gái của bà chỉ đứng tên ở trong đó có 1 năm. Nếu bà bán nhà thì bà chỉ trừ được 250 ngàn mà thôi. Ok. Bà nghe rõ không? Hello. Hello. Dạ, vâng, cảm ơn luật sư. Okay. Tôi hiểu rồi, cảm ơn luật sư. Cảm ơn bà. Dạ. Dạ, ok. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Dạ, hello. Dạ, dạ. Tôi luật sư Liêm với luật sư Hoàng nghe đây. Dạ. Dạ, xin hỏi cho luật sư cho tôi hỏi một câu. Có cái luật nào của nước Mỹ mà stop mấy cái vụ mà bán dược thảo quảng cáo đồ nhiều quá không, thưa luật sư? Dạ, mấy ở Mỹ á, thì bởi vì những cái thuốc dược thảo á, họ nghĩ rằng vô thưởng vô phạt, mặc dầu trên thực tế không hẳn là vô thưởng vô phạt, nó cũng hại chứ không phải là nó vô thưởng vô phạt đâu. Có một số thuốc á, nó có thể hại đến gan của mình. Thế nhưng mà bởi vì đó nó gọi là herbal, do đó đó nó FDA họ không có kiểm soát, nhất là những cái thuốc đó lại bán ở trong những cái thị trường của những cái người thiểu số giống như là cộng đồng Việt Nam mình, thì cái số người nó không bao nhiêu thì cái tác hại nó cũng bị giới hạn chứ không phải là toàn nước Mỹ đó. Do đó đó thì họ cũng không có theo dõi nhiều về những cái tác hại của những cái thuốc herbal. Thành ra do đó đó là chỉ có những cái người mà tiêu thụ đó làm ơn là phải ngồi suy nghĩ, nếu cái người đó họ quảng cáo cái thuốc đó mà quá tốt, thí dụ có những thuốc trong quá khứ uống vào con nít học cũng học giỏi được, hay là bệnh căng xe cũng chữa được, hay là bệnh diabetes, bệnh tiểu đường cũng chữa được. Thì cái đó đó, nếu nó đã chữa được rồi đó thì chắc là nó đã tỷ phú thôi, chứ nó không nhảy vô cái thị trường Việt Nam. Nhưng mà tiếc rằng đó là những cái trong cái cộng đồng của mình đó, một số những người bác sĩ thiệt có mà bác sĩ giả cũng có đứng ra, hay là những cái người có tiếng trong lĩnh vực mà ấy đó cũng bán những thuốc đó. Thì cái đó là tùy theo thôi. Cái đó là mình, nếu mình muốn biết thì mình phải suy nghĩ coi cái quảng cáo đó có đúng hay không trước khi mình mua. Còn nếu mình mua mình uống thì mình ráng chịu thôi, chứ làm sao giờ. Dạ. Chứ không cái có ai Mỹ là nó không có được cấm mà, thưa luật sư. Họ cho bên tôi vừa mới nói. Tôi vừa mới nói đó. Dạ, là bởi vì nó là herbal. Dạ. Tôi mới nói là herbal, thành ra không ai cấm hết đó. Dạ. Thì dạ, chỉ có người tiêu thụ. Dạ, chỉ có người tiêu thụ. Cộng đồng mình hiểu một chút để không thôi cứ quảng cáo rồi chủ người ta mua rồi. Dạ, tôi hiểu. Dạ, tôi hiểu. Cảm ơn luật sư. Dạ, không có chị. Dạ, một chút. Cảm ơn ông. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Dạ, chào bà luật sư. Dạ. Dạ, tôi muốn câu hỏi là luật sư thứ bảy có mình việc không vậy? Tôi hành nghề cũng hơn 35 năm rồi. Hồi xưa đó thì thứ bảy tôi vẫn mở cửa, nhưng mà bây giờ đó thì chỉ khi nào có cái hẹn thì tôi mới ra văn phòng thôi. Còn đa số, tại vì văn phòng tôi thì cũng mở giờ rất là nhiều, tức là từ 9 giờ sáng cho tới 6-7 giờ tối lận. Thành ra thường chúng tôi chỉ làm từ thứ hai tới thứ sáu. Chỉ có thứ bảy đó, nếu kẹt lắm á, thì tôi mới ra văn phòng. Nhưng mà nhân viên thì họ cũng tôi không có thể bắt họ ra làm,
Tại vì họ đã làm trong cái tuần lễ đó, từ thứ hai tới thứ sáu họ đã làm quá sức rồi, thành ra phải được nghỉ với gia đình, với gia đình họ. Dạ, yeah. Nói chung thì bởi vì tôi muốn gọi làm cái giấy mà cái tờ di chúc á. Dạ. Anh nó để lại cho em một căn nhà. Dạ. Nhưng mà muốn lại làm lại ra làm để nó có cái gì đó thì nó để lại cho thằng anh kế nó. Dạ. 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 Dạ tiếc là chúng tôi chỉ vì làm nó thứ bảy nó mới có nghỉ làm việc được. Dạ. Thì nó ở xa, ở dưới tới ở sân xa với đồ gì dưới hả? Dạ, dạ, dạ. Thì bà có thể liên lạc văn phòng tôi. Tôi muốn hỏi luật sư là bây giờ nó đứng trên cái nhà đó anh mới cho, mà cái thằng có thằng bạn trai như vậy rồi nó có quan hệ gì với thằng bạn trai không vậy luật sư? Nghĩa là sao? Ok, người anh cho người em gái đứng tên cái nhà, làm chủ cái nhà đó, người em gái có người bạn trai, thì cái câu hỏi của bà quan hệ là sao? Bây giờ nếu cô đó đó, cổ không có để cái tên người bạn trai vô làm đứng chung với cổ trong cái chủ quyền nhà, thì cái người bạn trai đó không có quyền gì hết đối với cái nhà đó. Còn nếu mà cổ nghe lời người bạn trai mà cổ để tên người bạn trai đứng cùng đồng chủ quyền với cái nhà của cổ, thì ra có sẽ có vấn đề. Dạ. Yeah. Nhưng mà bây giờ đó thì tôi muốn rằng tiêu nó để cái tên anh nó. Dạ. Nó có qua đời hay cái gì đó thì nó để lại cho anh nó, rồi cái thằng đó có thể có dính líu gì được trong đó không? Không. Không. Nếu cổ đứng tên một mình ở chủ quyền cái căn nhà đó thì cổ có toàn quyền, cổ muốn để ai cổ để. Dạ. Yeah. Thằng kia nó không có quyền gì hết. Dạ không. Dạ không có quyền gì hết á. Cô có toàn quyền nha. Ok. Dạ, cảm ơn bà ha. Cho xin cái số điện thoại đặng tôi gọi đặng hẹn. Cuối chương trình á, một vài 5 phút nữa thì sẽ có cái số điện thoại tôi ở trên màn ảnh bà chờ ha. Dạ. Ok. Đây là cái phút con cuối cùng mà chúng tôi nhận. Hello. Hello, muốn hỏi thăm luật sư, mình đi xin bang có cấm xài mang theo iPad hay là laptop không luật sư? Anh đi xuyên bang á, mà đi bằng xe đò hay đi máy bay. Máy cấm bay. Á, thì không cấm, nhưng mà đó nó iPad và laptop á, thì anh phải mở ra để cho nó screen. Anh không để trong bag được. Với cái luật mới đó thì iPad và laptop của anh á, anh phải rút ra anh để trong cái mấy cái pin, mấy cái dạ, anh phải xách, anh phải mở ra, anh phải lấy ra, anh đưa cho nó để họ screen. Dạ. Chứ họ không sao, họ không có cấm anh, chỉ có cái anh phải mở ra để cho nó screen thôi. Dạ, để nó qua cái x-ray thôi. Nha. Dạ, ok, cảm ơn ông. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Tôi luật sư Hoàng Ngô nghe đây. Dạ, chào luật sư. Dạ, chào em. Mình hỏi là thằng con trai mình á, luật sư, nó đang chạy xe với tốc độ là 35 mà người ta cho chạy 45, rồi có một chiếc xe đạp họ chạy ngược chiều mà họ trên cái lề cao, luật sư, họ té xuống trước mặt nó. Nhưng mà ngày hôm đó thì may mắn là nó thắng lại kịp. Nếu trường hợp mà nó thắng không kịp, nó đụng người đó, thì con trai tôi nó có lỗi không thưa luật sư? Tùy theo. Nếu mà cái người đó đó họ giục ở trên đường, họ chạy ra ngoài đường để băng qua đường mà con bà đụng, mà con bà chạy trong cái vận tốc mà ấn định thì không có sao. Nhưng mà đó, thí dụ nha, cái đường nó có hai lane. Cái người đó bên kia đường nha, họ chạy qua ở bên cái lane bên kia, bên đen ngược chiều á, họ chạy qua tới cái len của con bà mà con bà vẫn đụng họ, thì có thể con bà vẫn có lỗi. Tại sao vậy? Là bởi vì đó họ đã băng qua nửa con đường rồi, thì con bà lẽ ra nếu mà cháu nó cẩn thận thì nó sẽ thấy cái người kia rời khỏi cái sidewalk, chạy được nửa đường rồi và chạy qua cái len của nó, thì nó phải có đủ thời giờ để nó thắng chứ. Mà nó không thắng, nó đụng, tức là nó chạy quá tốc độ đó. Còn nếu á, mà cái người đó nhảy ra ở cái lề đường mà phía bên con bà, họ vừa nhảy ra
có chừng chẳng hạn một thước, còn bà chạy tới đụng họ thì lỗi của họ. Nhất là nếu là họ jaywalk, tức là họ không có dùng cái crosswalk. Còn khi họ dùng crosswalk thì bất cứ trường hợp nào con bà cũng có lỗi. Ok. Ok, cảm ơn bà. Hello, chúng tôi đây thì chúng tôi đều biết là chương trình đã mãn, thành ra chúng tôi và luật sư Hoàng Ngô cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ trong suốt giờ qua. Và chúng tôi cũng xin hẹn quý vị vào thứ tư tuần sau cũng từ 7 tới 8 giờ. Và từ đây tới đó, nếu quý vị có những câu hỏi hay thắc mắc về vấn đề luật pháp thì có thể liên lạc với văn phòng luật sư của chúng tôi qua các số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714-898-7579, 714-898-7579. Luật sư Hoàng Ngô. Dạ, cảm ơn luật sư Lâm. Tham khảo tối nay với cũng luật sư Hoàng cũng chúc mừng, chúc thăm mấy người gọi vào tối nay với hồi nãy cũng có cô đó hồi nãy gọi hỏi cái chương trình này có chiếu lại không, thì cũng có cái off air luật sư Hoàng với luật sư Lâm cũng có cái information đó là luật sư Lâm nói là chương trình này nó chiếu lại 1 giờ. Dạ, 1 giờ sáng ngày thứ năm, 1 giờ sáng chương trình này sẽ được chiếu lại ở trên đài đó, Lưu Đức Sài Gòn TV là 1 giờ sáng ngày thứ năm và chiếu lại vào 9 giờ 30 sáng ngày chủ nhật. Tôi lặp lại, nó sẽ chương trình này mỗi tuần đó, ngày cái thứ tư sẽ được lặp lại chiếu lại vào 1 giờ sáng ngày thứ năm tức ngày hôm sau và 9 giờ 30 ngày chủ nhật sau đó. Tuy nhiên nếu mà quý vị đó không có muốn lên TV mà cũng không có muốn nghe quảng cáo thì quý vị có thể vào YouTube, quý vị đánh vào Người Việt Luật Mỹ hay là tên tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm năm 2018 thì quý vị cũng sẽ nghe cái chương trình đó phát lại mà không có cái phần quảng cáo. Một lần nữa quý vị có thể vào YouTube nhé. Và một lần nữa tôi và luật sư Hoàng Ngô kính chúc quý vị một tuần lễ vui vẻ với người thân và gia đình và hẹn gặp quý vị vào thứ tư tuần sau. Chúng